Ăn được rồi em, hay vô, ở đây đủ vô. Mắm lên to kia đi. Đây là view con đường Chữ Đô ở Đà Nẵng nè. Phạm Văn Đồng. Cái tình hòa cao 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 không? View khách sạn là nhiều. Xe thì xe du lịch đó. Ok. Mình kiếm cái chi ăn ở nhà đang đói bụng quá. Ở đường Hồng Vương nhỉ. Đường Hồng Vương ở nhà nha. Cái này bán cái số của Hàn Quốc bán nhiều lắm. Tiên vô sang đây. Tiên thôi. Vào chợ hàng phía trước này. Hàn Quốc ở đây du lịch nhiều lắm. Đó. Đó, chữ Hàn Quốc rồi. Ở khách Hàn Quốc nè. Nó đi nhiều lắm. Đi đòn 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 nó như bán đồ câu nè. Đồ câu ai đó, đồ câu lưới rồi đó. Bao, áo bao lưới. Che nắng. Tiền ăn tóc. Đó, ra đường Bạch Đằng thì cầm cà phê nữa. Rồi tới chợ Cồn rồi cả nhà ơi. Ghé chợ Cồn kiếm gì ăn thôi. Ok, let's go. Anh em chua được không? Thì bỏ ăn được rồi em, hay vô. Ở đây đủ vô. Mắm lên to kia đi. Mắm nhiều cái lọt lắm phải không? Anh cứ chăm đó. Lọc quá.
Vô lựa đây, chạy. Mua đi, có người bán, vô lựa đi. Ông mua chay vô cho mua đi. Có người bán không? Sợ ông trộn sàn ra vậy trời nha. Nên nắng lại rồi, tuần tới nên nắng lại rồi, nắng nóng lại. Hết trong rồi đó. Hết mát nổ rồi đó. Nóng quá. Nóng lại, tuần tới nên nắng lại. Bắt đầu mà ngày nay nắng lại rồi đây. Hoa gì đẹp nhá, trắng trắng.